Okay, hôm nay thì đoàn em đi trồng rừng nhá. Đi trồng rừng thì mang theo nhiều yếu phẩm này, dụng cụ làm này, đây cả máy cắt cỏ đây, máy đi phát cỏ này. Đoạn này là dưới đường nhá. Đây là dưới đường này, mai mùa nên mưa quá các bạn, mưa lắm này là mưa lắm. Đi mưa mày mù lắm. Chị bảo cho tôi nào. Ô, cái đó nào thế mau. Ê, ô, tôi nào đó. 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 Mưa lỡ có cho nó việc chăn nó sẽ gì? Sẽ gì? Mưa lỡ có chăn nó cởi cái này, mỏ cả nó lo. Nó lo mà như gì à? Nó lủ nó mà. Chỉ cần dây thấy gì thì. Ôi chú. Ôi. Thôn lại rồi. Con còn tàu nữa à? Trồng rừng. Giờ thì mình đi kiếm ăn một chút. Đây mình đi kiến ăn này, đây kiến ăn ở trên rừng nhá. Có hang đá này, rất đẹp. Mình đi xem bẫy chuột nhỉ. Ở đây là bên ngoài. Mình sẽ bẫy chuột. Ở đây là ăn rồi. Khi ở trong. Em cái trên kia. Ngoan nhỉ. Chỗ này bé bé hả? Vừa một người đi thôi. Trong lên chân tối quá. Đây là hồ này. Ngày xưa mình đang ngủ đây. Nó tinh dưới. Mà độ sâu ở dưới này khoảng 3 mét. Nó gặp mẹ em đây rồi. Thôi 7 tháng sớm nha, mình đi để gặp mẹ em đây rồi. Nó ở trong hang nha. Để nó ăn đấy nhưng mà nó còn đây. Hết dặn mình thấy đang mùa. Để không có đôi ụng đây. Đây, cái bãi ở đây đâu rồi nhỉ? Tiêu đồ.
Không có mình đặt cái bẫy ở đây mà. Thế là trong này những chui xuống như thế. À, đây là một con đây. Nó to đây. Nó to chưa? Ê. Một con này, một con rất to nhá. Là cái chim kia nó mới chui xuống đây. Đây mình buộc cái dây này nhá, nhưng nó kéo đi được. Mình không buộc thì nó chứ nó kéo đi rồi. Đây, chui qua cái lỗ bé bé. Ui, đầu ta. Đây rồi. Đây là con này. Để đây. Đây là người sẽ đi ra. À, dù chú anh cũng không nào thế. Cũng nào tả hát rồi nè. Có một chút chúng mình là xa tố tố thế. Dạ nè. Nó lấy trên là ta thì cứ phải có để cô chứ. Dạ. Sạch xe lọc. สามมันขึ้นแล้วนะเดี๋ยวมาสามมันขึ้นแล้วนะจะโตนะนะนั้นโตนะอย่าให้ยังมันมันจะนานร้อนเดียวจะสุกคนนะที่เขาโตได้ตัวอืมนั่นแหละสุกสุกกลางซื้อโอ้มาแป้งบนมาแล้วกลางก่อนเออโอ้โหโอ้โห Sau 3 đến 4 ngày thì những quả đồi này đã thành ruộng khô hết rồi, thành từng hàng như này rồi, đảo xong hết rồi. Thank you.
nó mới trồng rừng á. Mình phát sao là đào hố cho là mấy hôm nó mới trồng. Cái món này món canh thịt chua nhá. Thịt chua là canh canh gừng. Đấy, món rất là đặc biệt luôn. Bên này là susa. Cơ lại cả khô thôi. Vì rừng nó chỉ có thế được các bạn. Đây, rất là ngon. Nói cho ăn hả cho nhà. Ngay sau khi cuốc hố xong thì mình về nhá. Về nhà đây thì quan trọng nhất là các bạn đi rừng là nhớ về thì về các bạn tắt lửa đi nhá, và dội nước cho bếp